lựa chọn hơn cố gắng. Anh chị chọn một mảnh đất tốt, chọn một căn nhà có thiết kế phong thủy tốt, chọn một cái ngày tốt để hợp hôn đổ mái cắt tóc nhập trạch, đúng không ạ? Chọn một đối tác tốt, chọn một người vợ tốt, đẻ một cái năm sinh con tốt thì tự nhiên nó tốt. Thay vì đó, chọn hú họa một căn nhà, tức là chọn hú họa một lĩnh vực đầu tư, đúng không ạ? Lấy hú họa một tuổi, đẻ hú họa một con, kết hợp hú họa với một người, đúng không ạ? Sau cái lúc mà thầy ơi hóa giải thế nào, mẹ em tại sao em khổ thế, rồi sau đó sẽ bảo em tại sao em thế nọ, tại sao em thế kia, thế cuối cùng là thế nào? Nên lựa chọn hơn cố gắng. Và bộ môn văn hóa phương Đông đó là việc mà tích góp cái kiến thức của nhân loại trong 4.000 năm hình thành và phát triển qua, đúng không ạ? Đưa ra những cái bài học của cha ông, đưa ra những cái bài học của tiền nhân đi trước để chúng ta có cơ hội lựa chọn. Để thay vì phải cố gắng nỗ lực quá nhiều không đạt được cái mục đích,